ông Kiệt giao lưu luôn đi ông Kiệt. Mọi người thấy anh Kiệt không? Anh Kiệt hot đấy, ông đang ở bên Mỹ bán hàng tại Mỹ luôn đó. Bán hàng trong nước Mỹ luôn. Hello, hello cô cháu nha, hello cả nhà. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ đôi điều thôi. Trước tiên thì là cảm ơn cô giáo Tomato Hường trước vì thực sự mình đạt được cái kết quả như bây giờ thì phải nhờ cái phần lớn là mình tham gia cái khóa học của cô giáo và mình, sau đó thì mình nỗ lực mình làm rồi mình cũng quen biết được rất là nhiều bạn bè anh em rồi cùng nhau mà mình coi như là mình làm và mình phát triển, mình rút kinh nghiệm này nọ thì từ từ mình mới đạt được. Thì cái kết quả của mình đạt được ngày hôm nay là thật sự là cũng sau gần năm chứ không phải là cũng mới đó. Và nói chung cái con đường này thì mình cũng đã xác định ngay từ đầu là cái affiliate marketing này là một cái con đường mà mình sẽ đầu tư, mình thực sự rất là nghiêm túc đối với nó và phải nỗ lực rất là nhiều. Vì vậy là nếu như mà các bạn nào mà đã chọn cho mình cái con đường này thì các bạn hãy xác định là mình phải thực sự rất là nỗ lực. Có thể là mình khi mình mới làm mình đạt được những cái thành công nho nhỏ ban đầu, nhưng mà có thể sắp tới khi mà mình đặt ra những cái mục tiêu cao hơn thì mình sẽ mới gặp phải những cái khó khăn gì đó, và có thể là có những lúc là mình sẽ vô cái ngõ cụt, mình không biết là làm cách nào. Những cái lúc đó mình cần phải thực sự rất là nỗ lực. Thì trước giờ mình hay có cái câu nói đó là sự lựa chọn nó quan trọng hơn nỗ lực. Thì thực sự thì cái nỗ lực nó có quan trọng không? Nó cũng rất là quan trọng thôi. Cái việc mà ban đầu mình lựa chọn cái con đường này đó là một cái lựa chọn đúng đắn, nhưng mà sau khi mình lựa chọn rồi thì cái phần tiếp theo đó chính là cái nỗ lực của bản thân mình. Bởi vậy nói chung là dạo gần đây cũng có nhiều bạn tức là cũng mới học được 1-2 tháng thì các bạn có liên hệ với mình và hỏi mình chia sẻ, thì các bạn cũng nói là em làm được đến nay thì được sau 1 tháng thì được 4 sale 5 sale gì đấy. Thì thực sự mình cũng nói thật với các bạn là lúc mà mình mới học thì cái tháng đầu tiên mình chỉ bán được có 1 sale thôi, sau đó thì mình bị khóa tài khoản. Và lúc đó mình cũng đã thử mình tạo lại tài khoản khoảng 10-20 lần gì đấy không được. Thì lúc đó có mình và một bạn cũng học chung khóa, đó là bạn của mình Đức, tức là hai anh em cũng thân thiết với nhau và nói chung là bị khóa tài khoản không biết làm cách nào hết. Thì trong vòng mấy tháng đó mình không có làm được gì hết á, thì mình chỉ có thể mình tiếp tục là mình xem video, mình nghiền ngẫm cái khóa học để mà mình nắm vững cái kiến thức của mình thôi. Và từ khi mà mình bước chân qua Mỹ thì mình mới tạo lại được tài khoản và mình bắt đầu mình làm lại từ hồi tháng 3 đến giờ. Thì trong cái quá trình đó mình cũng đã nỗ lực rất là nhiều. Vì vậy những cái bạn nào mà khi mà mới làm thì chúng ta cũng phải biết một điều, tức là mình cái thành công của mình nó phải có một cái giai đoạn nào đó. Tức là mình có thể nhìn thấy những cái người làm trước mình thì họ đạt được những cái thành công và đương nhiên là mình lấy đó làm mục tiêu mình hướng đến. Nhưng mà ngay từ đầu thì các bạn cứ hãy làm từ từ, chậm mà chắc, và nói chung là mình cứ học hết những cái kiến thức trong cái khóa học đó để mà mình có được cái phần nền tảng. Sau đó rồi thì các bạn cứ hãy làm, mình chạy quảng cáo thật là nhiều và mình học hỏi từ đó, và từ từ thì mình rút ra được cái kinh nghiệm, nó sẽ trở thành cái kinh nghiệm của bản thân mình. Sau một thời gian khi mà mình tích lũy đủ rồi thì đến một lúc nào đó tự nhiên mình sẽ tạo ra được cái sự đột phá. Khi đó thì mình sẽ, nói chung là khi mà mình đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, mình bắt đầu mình nhìn thấy cái ánh sáng rồi, thì lúc đó cái con đường mình nó trở nên nó dễ dàng hơn rất nhiều và mình sẽ nhìn thấy được cái kết quả nó cứ đến. Là đó là một cái điều mình muốn nhắn nhủ với các bạn. Với lại một cái nữa thì ở đây mình cũng chia sẻ một cái quan điểm cá nhân thôi, đó là nói chung là tool này nọ để mà tracking hay là để nói chung là spy app gì đấy, mình cũng không có, thực sự thì lúc mình mới làm mình cũng có biết sơ sơ về những cái đó nhưng mà mình không có quan tâm lắm. Thì mình thấy là cái việc mà mình dùng những cái công cụ để mà mình nó hỗ trợ hoặc là để mình có những thêm những cái để mình tham khảo thì tốt, nhưng mà các bạn vẫn nên tự làm thì cái việc mà mình tiến bộ nó sẽ nhanh hơn là khi mà mình bị phụ thuộc vào cái công cụ nhiều quá, thì nó sẽ làm cho mình bị dậm chân tại chỗ và có thể là mình sẽ không
tức là nếu mà mình bị phụ thuộc vào nó thì sau một thời gian mình cũng cảm thấy là nếu như mình không có những cái công cụ hỗ trợ đó thì mình không thể nào mình phát triển được. Như vậy thì nó sẽ không tốt cho mình về lâu về dài sau này. Okay. Thì nếu như có các bạn nào có muốn giao lưu gì đó thì mình cũng có thể chia sẻ. Tay đây là mãi bên nhau bạn nhé.